Chị tên là Hương, chị năm nay thì cũng gần 40 tuổi rồi. Và trước giờ thì chị đang có một mô hình kinh doanh tự do, đó là về hàng sách tay. Chị đã được tổng hợp tất cả các kiến thức mà từ trước đến giờ chị chưa từng được biết. Thực ra chị chỉ được biết trên các cái công việc của các bạn nhân viên của chị làm thôi. Và chị thật sự không đánh giá được hiệu quả như thế nào. Và chị đã gặp rất nhiều rủi ro cũng như là chi phí marketing rất là tốn kém. Tuy nhiên là thông qua khóa học của thầy Dũng ngày hôm nay thì chị đã học được rất nhiều chiến lược hay về marketing cũng như là cái công nghệ AI, đó là công nghệ đang bứt phá bây giờ. Và chị rất là cảm ơn thầy về khóa học ngày hôm nay. Hiện tại marketing của chị thì có khoảng 4 bạn. Một bạn chuyên về lên chiến lược, một bạn thì viết content, một bạn thì chạy quảng cáo về ads, Facebook Ads. Thì chỉ có 3 bạn đấy thôi. Tuy nhiên là chị đang muốn đánh mạnh về marketing offline nữa, nhưng mà chưa có cái chương trình và cũng chiến lược cho cái đó. Chị rất là mong muốn là tham gia thêm vào cái lớp học AI content nữa. Tại vì ngày hôm nay thì chị đã được học những cái kiến thức rất là cơ bản về marketing và hệ thống hóa lại được cho chị các cái kiến thức trước kia mà chị đang hổng và chị cũng không biết chú trọng vào đâu. Thì ngày hôm nay thì chị đã có một cái chiến lược có gần như là cụ thể hóa hơn. Và sau đó chị về thì chị sẽ tham gia vào lớp AI marketing để chị đi chuyên sâu hơn. Trước kia thì khoảng 5 năm trước á, chị có học một cái khóa marketing. Tuy nhiên là cái khóa đấy nó không phù hợp với chị. Hình như nó không phải về tư duy chiến lược mà nó đang về kỹ thuật. Tức là dạy các bạn ý lên những cái chương trình chạy quảng cáo như thế nào, kỹ thuật ra sao. Đối với chị thì chị lại không thấy phù hợp khóa đấy. Nên là sau những đó thì chị cũng tìm một vài khóa học về marketing nhưng mà cũng chưa thấy phù hợp lắm. Với thứ hai là chị cũng đang hơi yếu về cái việc quảng cáo marketing đa kênh, các cái nội dung rồi. Không biết định hướng như thế nào. Tại vì mình không có kiến thức nền tảng nên là rất là khó để mình đi vào một cái nội dung nào đấy hoặc là bám sát hoặc là hiểu rõ về nội dung ở đấy có hiệu quả hay không. Thì qua ngày hôm nay thì chị đã hiểu rất là nhiều và thực sự đây là cái lớp học mà chị rất là cần trong 2 ngày qua. Ngày hôm nay thì kiến thức của thầy rất là nhiều nhưng tuy nhiên là cái sự trực chiến của thầy á và độ chính xác cũng như là cái thực tế đang cần của thị trường bây giờ á, thì đó là chị cảm nhận là về lớp học của thầy ngày hôm nay rất là thực tế, rất là trực chiến. Và chị rất là thích cái cách tính hành động của thầy. Tức là nói là làm luôn.